làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Buổi sáng làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều làm việc từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Mọi thông tin thắc mắc về hồ sơ du học Mỹ, Úc, Singapore, Hà Lan, Thụy Sĩ hay là Canada, Malaysia, Trung Quốc thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại đó là 0838481879. Tên là Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học, và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chương trình nursing tại Úc. Nhu cầu của ngành y tế hiện nay thì có thể nói đó là ngành y tế là một trong những ngành đòi hỏi số lượng lao động cao. Nhiều nước trên thế giới thì lại kết hợp y tá là bằng cách là cho học bổng những cái sinh viên mới, và các ngành y tá đang làm việc nhằm nâng cao cái kỹ năng làm việc của các y tá để đáp ứng được cái hệ thống là chăm sóc sức khỏe. Đồng thời thì cái cơ hội nghề nghiệp của các y tá cũng được mở rộng hơn. Và Úc là một nước đang thiếu y tá để chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân. Tại Úc nói riêng và trên thế giới nói chung thì hệ thống các thời kỳ bùng nổ dân số, ai sắp về già cần sự chăm sóc y tế, đồng thời là những cái y tá của thế hệ này thì cũng sắp về hưu và nhu cầu y tá thì cũng sẽ tiếp tục tăng, và cũng tạo điều kiện và cơ hội việc làm cho nhiều người khác. Những loại bằng cấp của cái ngành y tá như là chứng chỉ về y tá thì học khoảng là trong vòng 1 năm học xong thì bằng cấp này thì sinh viên sẽ bắt đầu vào cái ngành y tá ở cái mức độ khởi đầu và từng bước có thể là nâng cao để lấy cái bằng y tá là cấp 3 năm. Một số môn học và giờ thực hành thì được tính cho bằng y tá 3 năm. Về bằng đại học về y tá thì khoảng là thời gian học là 3-4 năm. Với bằng y tá này thì được phép làm việc ở bất kỳ cái mức độ công việc y tá nào và có thể nối tiếp lên cao học y tá để trở thành các chuyên viên y tá cao cấp.